xin chào đón toàn thể quý vị các bạn đã đến với chương trình Tôi là người chiến thắng The Winnie. Chương trình phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Đề thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank. Quý vị thân mến, chương trình Tôi là người chiến thắng có 64 thí sinh tranh tài để chọn ra một người chiến thắng, và người chiến thắng sẽ mang về cho mình giải thưởng 300 triệu đồng cùng với một đĩa nhạc do hãng ghi âm Universal thực hiện. Chúng ta có 8 bảng thi: đơn ca nam, đơn ca nữ, ca sĩ nam, ca sĩ nữ, trung niên, học sinh, sinh viên, nghệ sĩ và nhóm ca. Và đêm nay chúng ta sẽ cùng đến với bảng thi dành cho học sinh, sinh viên với sự tranh tài của 8 thí sinh. Quý vị thân mến, ở chương trình Tôi là người chiến thắng có một điểm đặc biệt, đó là chúng ta có một ban giám khảo nhưng với 101 vị giám khảo, với giám khảo chính là ca sĩ Siêu Blake. Trước được gửi lời chào đến 101 vị giám khảo, chị Siêu Black thân mến, ngày hôm nay chị nói điều gì với 8 thí sinh của chúng ta và nói điều gì với tất cả quý vị khán giả có mặt trong đêm hôm nay ạ? Xin mời chị. Sinh viên học sinh thường là có những sức mạnh trong cái tiết mục của họ, và Siêu Black nghĩ rằng rất là hay. Và Siêu Black mong rằng là tối ngày hôm nay đặc biệt tất cả các 8 thí sinh ngày hôm nay sẽ làm một cái gì đó bất ngờ cho chúng ta đêm ngày hôm nay, và chúc tất cả các thí sinh tối ngày hôm nay thật thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy dành cho chị Siêu tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn chị. Quý thân mến, quay trở lại với chương trình trong đêm nay thì cách thức thi vòng loại như sau: 8 thí sinh sẽ lần lượt hát trước ban giám khảo, sau đó ban giám khảo sẽ nhấn nút bình chọn cho thí sinh nào mà họ muốn giữ lại. 4 thí sinh có điểm số thấp nhất sẽ phải lần lượt chia tay với chúng ta, và 4 thí sinh có điểm số cao hơn sẽ bước vào hai trận đối đầu đầy hấp dẫn để chọn ra hai người chiến thắng trong đêm hôm nay để bước vào vòng tứ kết. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần tranh tài của 8 thí sinh. Hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên. Mình tên là Ngô Thủy Tiên, mình sinh năm 1993 và sở thích của mình là nhảy, hát và nấu ăn. Và ngoài ra thì mình có năng khiếu là môn võ karate đô nữa. Năm 2010 thì báo Hoa Học Trò có tổ chức cuộc thi Hoa Học Trò Icon và đã may mắn giành được giải nhất. Dòng nhạc mà mình đang theo đuổi đó là pop dance và dance. Thế mạnh của mình đó là vừa hát và thể hiện vũ đạo, mình sẽ thể hiện nó làm sao cho khán giả sẽ bùng cháy cùng mình và nhảy cùng mình. Nếu như mà mình đạt được giải nhất cuộc thi này và đạt được 300 triệu thì mình sẽ mua quà cho gia đình, đi du lịch với gia đình, và cũng như là mình sẽ trích ra một số tiền để làm một cái sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa với bản thân. Và chúng ta cùng chào đón thí sinh Thủy Tiên. Vâng ạ, thưa quý vị, cô gái đang đứng trước mặt chúng ta đây với một chất giọng khỏe khoắn và một thể lực rất đáng nể, bởi vì cô gái mảnh mai này đã từng nhận được 15 huy chương vàng karate đô của đội tuyển Công an Nhân dân Hà Nội. Đây là cuộc thi hát ở gì võ đâu, Thủy Tiên bình tĩnh, phải đúng chuyên môn đi nào. Chắc tình hình phải đứng xa và giới thiệu quá. Và hôm nay Thủy Tiên sẽ gửi đến quý vị ca khúc Sẽ Mãi Bên Nhau. Cho anh
Thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Không sao đâu. Với tôi đây là con số đẹp.